Vâng, chào tất cả các bác nhé. Em là Trường Hàng Bãi Nhật ạ. Hôm nay tiếp tục em về được rất là nhiều sản phẩm. Đấy, cả hàng cũ, hàng mới về để giao lưu với các bác nhé. Về nhiều cái là phải về thêm rất nhiều để phục vụ các bác. Hôm nay thì có cái đá mài này. Đấy, đá mài Nhật này. Rồi là ở đây là còn có cả mấy cái ổ cắm nữa này. Ổ cắm ở đây thì ổ cắm dạng dẹt nhá. Đấy, ổ cắm dẹt dành cho những bác nào mà chuyên mà chơi đổ điện của Nhật và các kiểu nhá. Ổ cắm này nó không có dây, về các bác có thể là xử lý dây, tuy nhiên thì giá cũng ok thôi. Về các bác đấu lối em bán theo là mớ cho các bác. Đấy. Rồi ở đây nữa là một số cái sản phẩm tiếp tục về thêm nữa các bác nhá. Đấy. Súng phun sơn thì hôm nay mới về được lại này các bác này. Súng phun sơn. Đấy. Và nhiều cái mặt hàng khác nữa. Đấy. Thì các bác vào đây chơi với em Trường thì có gì cho em Trường xin một nút like, một nút đăng ký kênh và một nút chuông theo dõi ủng hộ kênh em nhé. Mỗi một lượt like, được đăng ký kênh và một lượt chia sẻ của các bác thì nó sẽ góp phần cho em thêm nhiều cái động lực để đi tìm kiếm những cái mặt hàng khác giao lưu với các bác nhé. Đấy thì thôi, để đỡ làm mất thời gian của các bác thì em đi vào vấn đề chính luôn. Đấy. Hôm nay thì cái ổ cắm này đấy, thì em nói rõ ràng luôn nhé. Ở đây thì nó có rất là nhiều các loại ổ. Đấy, có cái thì có nam châm và có cái thì nó bị không có nam châm. Đấy, nó có lại bù vào thì nó lại móc gài. Và có cái thì make in China, có cái make in Đài Loan, rồi có cái thì nó là make in Japan như thế này nữa này. Đấy, cái này của Toshiba này. Thì cái này thì em sẽ là bốc ngẫu nhiên thôi nhá. Cái này thì nó toàn bộ là hàng bãi đã qua sử dụng của Nhật. Và cái này về không biết cái lô này làm sao, nó cắt hết dây đi thôi các bạn. Về thì tuy nhiên mình có cái ổ này thì về mình đấu dây lại vô tư. Mình thích chơi bao nhiêu mét là có bấy nhiêu mét. Đấy, mình đấu dây vô để mình xài thì cái này cũng khá là ok luôn. Rồi, và nói luôn là ở đây thì em sẽ gửi ngẫu nhiên. Cái loại này thì loại dài. Loại dài thì nó ước lượng thôi nhé. Có cái thì nó tầm 50-60, có cái thì nó tầm 70 này. Đấy. Đấy, dài. Thì ở đây thì em sẽ gửi ngẫu nhiên là hai cái dài. Đấy, hai cái dài và một cái ngắn. Cái ngắn như thế này thì nó cỡ khoảng là 4 đến 5 nỗ thôi này. Đấy. Hai dài một ngắn. Đó. Về các bác tha hồ mà mình chế cháo nha. À, và em cũng lưu ý luôn, ở đây thì có cái thì nó vặn vít ba ke như thế này. Còn có cái thì nó là vít hoa thị lục giác nhé. Đấy, hoa thị lục giác kiểu như này. Đó, để em lấy cái khác cho nó sát hơn để các bác nhìn cho nó rõ ha. Đây, hoa thị lục giác như thế này. Thì cái này thì các bác có thể là mình về mình gỡ ra, mình thay cái vít ba ke vào cũng được. Đó. Đây, cái này hoa thị lục giác nha. Mấy cái hàng ổ cắm của Nhật nó hay nằm những cái vít đặc biệt lắm. Đó. Thì bác về bác gỡ ra được thì các bác thay cái ổ ba ke vào. Rồi, và giá của một bộ này đấy, em đang giao lưu các bác rồi, giá là 90.000 nha. Là ba cái đấy, hai dài một ngắn nha. Ba cái ổ như thế này, hai dài một ngắn là 90k. Về các bác tha hồ chế cháo, cho tặng đồ gì bạn bè anh em cũng được. Đấy mà hầu như các bác mà xài máy móc Nhật nhiều thì các bác nên sử dụng cái này. Đặc điểm cái vít dẹt là cái ổ dẹt của nó xài rất là sướng nha. Cắm rất là chắc chắn, khít. Rồi, chuyển qua mặt hàng khác thì hôm nay thì em về được cái loại đá mài. Đá này giống như kiểu là đá bùn của Nhật thì các bác, đá bùn nhé. Giống kiểu đá bùn này, độ bịn của nó rất là cao. Cái này thì nó đã đây này, cái này kiểu như này, nó vẫn có dày dặn lắm các bác ạ, dày dặn lắm. Đấy. Một viên đá như thế này nhá, cái này độ bịn của nó thì em nhìn thấy thôi, cái này mà các bác về mài dao kéo thì cực sướng luôn, kiểu giống như kiểu đá bùn các bạn, đá bùn. Và hàng này thì nó là hàng kiểu vận chuyển đồ các kiểu thì nhiều cái nó hơi sứt sẹo tí các bác nhé. Đấy. Nhưng mà khá là ok. Đấy.
tay các bác xài nữa thì xài cả chục năm chưa cái mòn. Rồi. Rồi đá mài bùn đấy đã qua sử dụng nha. Đá bùn Nhật đi, đá bùn đã qua sử dụng như thế này. Đấy. Giá là 85.000 nhá, một viên như thế này. Đấy. Các bác thích hàng mới thì có hàng mới, thì giá nó cao hơn là 250. Còn loại này thì nó đặc biệt hơn thì giá 85.000. Đấy. Vận chuyển như này. Kiểu nó kiểu như này không biết để nó mài cái gì các bạn. Đấy. Em không rành lắm nhé. Rồi. Cái này thì cái bề mặt của nó như thế này thì mài dao, mài nghiêng, mài xéo, mài xẻo thì ok. Giá 85.000 viên đá mài này nhá. Đó. Rồi hôm nay thì súng phun sơn này, súng phun sơn thì em về thêm này. Súng phun sơn cái này thì của thằng Tokyo. Đấy, Tokyo. Tokyo. Đấy, thương hiệu là Tokyo Japan nhé. Thì cái dung tích của cái bình này, cái bình phun sơn này thì nó dạng đứng như thế này. Đấy, dung tích của nó là 400cc nhé. 400cc. Đấy, súng thì cũng khá là ok. Đây cái lỗ của nó này các bạn này. Lỗ điếc này. Đấy. Rồi. Súng phun sơn. Súng xịt sơn. Giá là 290.000 cái nhá. Súng xịt sơn 290. À. Rồi, sản phẩm tiếp theo. Đây. Cái này thì nó khá là đây là hay ho nha các bác nhá. Đây. À, cái này thì nãy giờ em test nhiều quá nó hết pin rồi. Đây. Cái nãy giờ mấy đứa nữa. À, cái này là cái đèn bóng đèn đây do cái ánh sáng nữa các bác này, do cái ánh sáng nãy giờ ánh sáng điện rồi các kiểu nhá, em phải che xuống tối nó mới sáng lên lại nhá. Cái này nó tự động cảm ứng nhá, khi mà trời tối ạ. Cái này nó có làm cái nút dán đằng sau này các bác này, dán này, các bác có thể là dán vào kệ tủ hoặc nhà vệ sinh này, hoặc là trên cái đường đi hành lang xuống nhà vệ sinh đồ các kiểu các bác. Buổi tối các bác không cần phải bật đèn nhé. Cái này sạc một lần rồi xài thì cũng khá được lâu các bác. Tại vì buổi tối khi mà các bác đi lại thì ngoài bật điện lưới ra rồi đến lúc mà tối ngủ tắt đi rồi thì mình cũng không có xài máy nhé. Mà khi không có người nữa là nó tự động sáng và tự động tắt. Thì cái này cái chế độ sáng của nó có ánh sáng trắng và ánh sáng đỏ. Thì ở trên đây thì mình tùy chỉnh nhá. Đấy. Và mình có thể tắt đi khi mà không cần thiết. Đấy. Đấy, tắt đi khi không cần thiết nhá. Rồi, một cái bóng nét cảm ứng này. Đó. Bóng nét cảm ứng này nó đa dạng những chức năng nhá. Đấy thì cái này các bác em sẽ để cho các bác là giá là 95.000 nhé. Bóng nét cảm ứng này 95.000. Đặc biệt thì các bác có thể là gắn vào là tủ quần áo này, rồi là gắn vào những cái nơi mà nó tối tăm rồi các kiểu mà các bác cần làm việc gì đó mà lâu lâu mình đi ngang qua một lần thì cái này thực sự rất hữu dụng luôn. Mắt cảm ứng của nó thì nó tầm xa của nó là 3 mét. Đấy, tầm xa của nó 3 mét thì mình di chuyển lại thì nó sẽ tự động sáng cho các bác. Đấy, tự động sáng cho các bác nhé. Nó sẽ tự động sáng. Đây này, khi trời tối này, em phải che xuống như thế này nó mới sáng lên được các bác. Đấy. Còn do có cái bóng điện này nó sáng quá nên là nó không sáng. Khi mà trời sáng thì nó sẽ không có sáng đâu các bác nhé. Khi mà trời tối cơ, đấy, thì nó mới sáng lên được. Đó. Rồi, giá của nó là 95.000 nhé. Bóng nét cảm ứng 95k. Sạc một lần thì các bác xài được rất là lâu các bác nhé. Rồi, chuyển qua mặt hàng khác các bác nhỉ. Rồi, đây thì cái bút lấy dấu đấy, của Tajima đấy, Japan nhé. Hàng chưa qua sử dụng các bạn. Bút lấy dấu này dành cho những bác nào mà làm về cơ khí nhé. Giá 50.000 bút lấy dấu này. Đấy. Chảo này thì chảo chống dính nha. Nó có phủ một cái lớp đây,
cái chảo này thì nó đã tôi đấy, cái này thì chống dính thì khá ok luôn, nấu bếp cũng rất là chuyên nghiệp luôn. Sản phẩm này nó dài khoảng rộng, đường kính của nó rộng khoảng 32 cm, cái cán gỗ như thế này đấy. Thì cái chảo này là chất liệu của nó bằng sắt nhá, nấu bếp ga bếp củi thì cái này cực sướng luôn, nấu chuyên nghiệp giống như là đầu bếp chuyên nghiệp luôn. Giá 250, chảo sắt giá 250 nha, chảo sắt 250.000. Rồi sản phẩm tiếp theo thì đây em tiếp tục giới thiệu các bạn đấy. Đấy, cái này thì tôi vừa rồi em giới thiệu đi giới thiệu lại rồi, các bác có nhu cầu khá là cao nên tiếp tục em phải nhập về thêm để phục vụ các bác. Nói rõ với các bác luôn, cái này là cuộn này là dài 100 m nhá, cuộn 100 m. Cái này là nó đến từ thương hiệu Tifa Can B này. Và cái này là nó là chiều cái này cái đường cái dây của nó là 4 mm nhá, 4 mm này. Cái nõi của nó là 7 nõi nhân 0.85, tức là một sợi đồng của nó là 0.85 mm á. Đấy, chịu tải thì 0.6 đến 1 kV. Đấy. Nói chung thì cái dây này em nói với các bác thì các bác mà đi đường điện mà nguồn tổng đồ các kiểu hoặc là ráp máy bơm đồ gì các kiểu thì cực sướng luôn các bác nhé. Cái này dây 4 chấm mà các bác đấu để mà đi điện cam ma máy bơm đồ các kiểu thì cái này tuyệt vời. Đấy, hoặc là làm dây nguồn tổng trong gia đình mình cũng được luôn. Đấy. Một cuộn như thế này là dài là 100 m và giá của em gửi đến các bác là 1.100.000. Đấy, chuyển khoản thì bao ship luôn. Đấy, hàng vẫn cứ hot hòn hot luôn. Bác nào mà đang có nhu cầu mà làm nhà cửa đồ các kiểu hoặc là mình làm ruộng vườn đồ các kiểu mà cần kéo dây điện là vườn là vựa ruộng, cái này khá là ok. Chất nhựa của nó thì chất liệu nhựa của nó thì cả ok, đồng thì nguyên chất 100% rồi. Cái này thì nó sản xuất theo dây chuyền và công nghệ của châu Âu nên là cực tốt luôn các bạn. Đó. Mà nõi lại to, nõi đồng nguyên chất. Tính ra là cỡ khoảng là 11.000 một mét thôi các bạn. Tính ra mà tiền cả chi phí vận chuyển về tới nhà các bác có 10.000 một mét, 11.000 một mét dây này thôi. Đấy, xài khá là ok, giá của nó như vậy. Cuộn này là 100 mét nha các bác nhá. Đấy. Nguyên cuộn như này luôn. Đó. Giá là 1.1 triệu. Rồi sản phẩm tiếp theo. Đây. Đây cái chốt cửa tự động này thì em còn ít thôi nha các bác nhá. Vừa rồi về được ít mà bây giờ nó còn ít lại thôi. Đấy, rất là hot chốt cửa tự động này này. Đây nói với các bác. Đây. Cái này thì em giới thiệu nhiều. Đấy, chốt cửa tự động cái này mà muốn mở được thì phải lật cái này lên này, bên đấy là được này. Không cứ đóng vào cửa vào cái là nó sập lại là thôi, thì coi như là không biết cách mở thì không mở nổi. Đấy. Các bác có thể áp dụng làm cửa phòng, cửa cổng hoặc là cửa lùa cũng được luôn. Đấy. Cửa một cánh, cửa hai cánh, cửa lùa đều làm được hết nha. Chốt cửa tự động này nó đa năng lắm. Dưới đây có chỗ để mà các bác luồn khóa vào. Đấy. Giá 45.000 một cái chốt cửa tự động này thôi. Đấy. Rồi sản phẩm tiếp theo là cái vít nam châm này. Đấy. Ui giời ơi, cái này thì bữa giờ thì bác nào làm thợ thì không thể bỏ qua nhé. Bác nào đã mua rồi thì mua lại. Rồi giá của cái vít nam châm này. Đây các bác này người ta còn để cho các bác một cái vít ở đây để mình về mình test hàng luôn đấy. Đấy cái này thì 55.000 một bộ vít nam châm này. Thì bình thường các bác để vặn vít thì phải giữ tay. Nhưng bây giờ thì có cái vít nam châm này rồi thì nó hít sẵn. Đấy, giá 55.000 cái. Thì ở đây nó có đầu 5 phân và đầu 10 phân như thế này nhá. Các bác có thể là thay đổi qua. Cái cục hít 5 chân này các bác có thể đổi qua được. Rồi, còn cái Eto để bàn này, mini nhỏ nhỏ này. Đấy, 80.000 nhá. Đấy, cái Eto đen nhá. Eto để bàn 80k. Đấy, các bác có thể là kẹp những cái đồ chi tiết, đồ các kiểu thì các bác chế tác đồ các kiểu nhá. Này có thể nỗ để các bác bắt ốc chặt tại một vị trí nào đó ha, để mình làm việc cho nó sướng cái đời. Rồi giá 85.000 Eto đen. Đấy, 85 80k chứ, xin lỗi các bác, 80k. Đọc được cái liệu lưỡi. Rồi,
sản phẩm tiếp theo đây thầy nha. Đây, sản phẩm tiếp theo này. Đấy. Đây. Là pin Nissan xám nha. Pin Nissan xám. Đấy. Pin Nissan xám. Đấy, đầu bằng như thế này, giá là 36.000 một viên nha các bác nhé. Đấy. Thì tuy nhiên thì các bác, nhiều bác cứ hỏi là bảo là có chỗ bán là 10 mấy nghìn, 20 nghìn, nhưng em ở đây em nói là cái pin của em Nissan xám, hàng ok, giá 36.000 đó. Đấy. Mặc dù là giá nó cao nhưng mà xài nó sướng, tiền nào phải đó các bác nhé. Rồi, pin Nissan xám 36.000 một viên, về các bác tha hồ mà chế cháo, dòng xả nó cao, các bác chế làm những cái pin, đóng pin những cái máy khoan máy đồ này, rồi là đóng pin pin mà pin sạc củ sạc điện thoại của các bác cũng sướng luôn. Đấy, cực sướng luôn nha. 36.000 xài cực sướng cực bể. Rồi còn đây thì cái bóng led này, bóng led âm trần này. Đấy, rộng của nó là khoảng 18 sen nhé. Cái này thì nó là ánh sáng trắng. Đây thì cái này thì này thì nó ghi là AC 170 cho đến 260V này. Đấy, đầu ra của nó là 72 cho đến là 96V DC. Đấy, bóng led này thì nó là ánh sáng trắng nhá. Đấy, nét trần nhà. Rồi cái này thì em bán theo cặp thôi. Một cặp của nó là 190.000. Nếu như các bác mua lẻ một cái thì là giá là 100.000 một cái này nhá. Về các bác có thể là làm đèn ráp ở sân vườn cũng được các bác. Trời ơi. Rồi hoặc là ốp trần nhà các bác có thể là thay thế, hoặc là mình mua về để mình làm nhà cửa thì cái này cũng khá là ok nhá. Rồi. Rồi, chuyển qua mặt hàng khác các bác này. Đây thì em có cái bộ bánh xe. Bộ bánh xe này thì bộ bánh xe màu đen này á, thì các bác có thể là về gắn vào loa kẹo kéo nhá. Nhiều cái loa nó nặng nề, các bác gắn cái này vào thì khá là ok luôn. Này chịu tải thì tạ rưỡi đổ lại thì quá là ok. Xoay được và có hai cái có khóa và hai cái không khóa nhá. Đấy, để các bác đẩy đi đẩy lại cho nó dễ các bác. Đó. À, đường kính bánh của nó thì 4 phân. Đấy, hàng mới chưa qua sử dụng nhá. Đường kính bánh của nó là 4 phân này. Đấy. Rồi giá là 180.000. Đó, bánh xe đen 180.000 cái. Rồi sản phẩm tiếp theo. Đây. Đây. Cái này thì súng xịt rửa xe đến từ thương hiệu súng tưới cây, vòi tưới cây và xịt rửa xe luôn. Đấy. Đến từ thương hiệu vòi tưới cây xịt rửa xe 95.000 nhá. 95.000 một cặp như thế này. Về là có đầu gắn hết rồi, đến từ thương hiệu là ACE này, 95K một bộ như thế này. Đó, về các bác có thể là thay thế hoặc là mình gắn vào vòi nước của mình nhé. Cái này vòi nó có tăng áp rồi các kiểu thì mình gắn luôn vào cái vòi nước từ trên bồn nước xả của bác xuống thôi là mình cũng có thể là mình xịt rửa xe rồi tưới cây rồi các kiểu vô tư rồi. Đấy, đến từ thương hiệu ACE giá 95.000 nhé. Đây cái cút của nó đây, cút nối của nó đây. Vòi tưới cây 95K. Đây cái cảo chữ C này. Đấy, hàng tiếp tục về để giao lưu các bác. À, cảo chữ C này thì C lớn nhá. Các bác cứ nói là cảo chữ C lớn này. À, cảo C lớn nó đến từ thương hiệu LS, thương hiệu của Đức nhá. Đây thì USA gì đây này. Rồi cái này thì cảo C này thì những bác nào mà làm cơ khí, làm gỗ rồi các kiểu thì mình có thể mua về sử dụng nhá. Giá 180.000 cảo C lớn. Đấy. Rồi, còn đây thì cái đèn thổi tắt này. Lâu lắm rồi em không giới thiệu cái đèn thổi tắt này cho các bác này. Đây, đặc điểm nó như kiểu đèn thần các bạn. Thổi là sáng này, thổi là tắt nhé. Đó. Và màu sắc của nó thì có cái màu xanh, có cái màu nâu, có cái màu đỏ. Đấy. Thì em gửi ngẫu nhiên thôi. Cái này khi mất điện xài cũng sướng nha. À, hết điện thì các bác cắm sạc này. Nó có cái cổng sạc USB đi kèm. Đó.
Và giá của nó là 85.000 một đèn thổi tắt. Đấy, 85k. Rồi. Còn đây thì cái bình trà. Đây, bình trà nhá. Cái bình trà này, bình pha trà này. Đấy, bình pha trà này giá 160 nhá. Màu sắc thì của nó thì là có màu đen, màu trắng rồi màu đỏ. Đấy. Đấy, nó thì em gửi ngẫu nhiên thôi, dung tích của nó là 1 lít nhá. Bình pha trà giá 160. Còn đây thì bộ ấm trà này. Đấy, bộ ấm trà. Bộ ấm trà này các bác có thể là mua làm quà tặng hoặc là mua về mình xài cũng được. Thì ở đây nó có một cái chỗ mà đựng trà, rồi 6 ly trà, đồ gắp trà và một cái ấm trà. Cái đế của nó, cái khay của nó này, nó làm bằng tre. Đấy, rất là an toàn và xài cũng cực sướng luôn. Đấy, dễ vệ sinh. Đấy, nhìn nó cũng sang chảnh. Các bác có thể là bỏ ra ngoài bàn đá đồ các kiểu thì các bác uống trà nó nhâm nhi, nhìn nó cổ kính. Giá của nó là 180.000 nhá. Mình có thể là mua là nó có túi như thế này, mình có thể mua làm quà tặng hoặc là mình mua về mình xài cũng được thôi, giá 180. Rồi còn đây thì cái motor chế quạt này. Motor này thì các bác sử dụng điện 12V hoặc 24V đều được thôi. Ở đây thì cái đầu này thì gắn cánh quạt này. Đấy. Đấy. Thì các bác có thể là chế cái quạt để mà ra vườn, ra đồ gì các kiểu thì các bác không cần phải điện. Vẫn là đi chơi, đi nhảy, đồ các kiểu gắn thêm cái cánh quạt để thôi, làm thêm cái bình xe máy nữa là. Với cái này thì các bác có thể là chế để cho các bác đi câu luôn, chơi cũng được. Đấy. Đấy. Đến chỗ câu tháo cái bình xe máy ra rồi chơi, vừa làm quạt mát rồi. Đấy, được, nó cũng gọn. Chỉ cần mua cái cánh quạt đã thôi các bạn. Tại vì xài điện 12V, 24V thì nó vừa mát mà nó cũng an toàn, nó không có đến nỗi mà nguy hiểm quá, dễ chế cháo các bạn nhé. Đấy. Cái này giá 85.000. Đấy. Bạn nào mà đam mê độ chế hoặc là mình chuyên đi câu, đi phượt, đi phọt thì sử dụng cái này cũng hay phết. Rồi. Sử dụng bình ô tô, xe máy rồi các kiểu thì đều được. Rồi. Còn đây á, là cái đầu chuyển này. À, đầu nối nhanh, nối nhanh các bác nếu mà đấu dây điện đồ các kiểu đôi như thế này. Đấy, thì nó cực nhanh nên các bác chỉ cần bỏ vào bóp cái là được thôi. Bóp xuống cái là nó khít kịp. Đấy. Và giá của cái cút nối nhanh này là, thì bên em đang bán 10.000 một cái nhá. Bữa giờ là các bác mua rất nhiều, các bác mua cả 100 cái luôn. 10.000 cái. Đấy. Đầu nối nhanh. Rồi còn đây là viên đá mài đến từ thương hiệu là Katashiwa. Đấy. Size là 5.000 đến 8.000, hàng mới chưa qua sử dụng. Cái này thì giá là 220 nhé. Đấy. Bác nào chuyên dao kéo Nhật thì mình có thể là tranh thủ mua về để mình sử dụng. Rồi còn bên đây thì cái gạt tàn thuốc hình vòi. Đấy. Luôn về phục vụ những bác nào mà đam mê hút thuốc rồi các kiểu, để cái này thì rất sang để bàn làm việc rồi các kiểu các bác. Đấy. Có đậy lại cho đỡ dơ này. Đấy. Gạt tàn thuốc hình voi giá là 250 một cái nhá. Còn đây thì gạt tàn thuốc mà kèm hộp quẹt luôn này, thì cái này là giá là 190. Gạt tàn thuốc kèm hộp quẹt là 190 nhá. Đấy. Cái này thì không có nắp đậy, hộp quẹt của nó là đây. Đấy. Các bác vặn cái này ra. Ở dưới đây thì các bác đổ xăng này. Đấy. Rồi quẹt vào đây này. Đấy. Lâu lâu mà để mà sơ cua cũng được. Đấy. Cũng hay. Đấy. Gạt tàn mà kèm một quẹt luôn. Đấy. Giá là 190.000. Đấy. Độc lạ luôn. Đó. Rồi. Sản phẩm tiếp theo. Đây đây. Súng xịt rửa xe tăng áp này. Súng xịt rửa xe này thì nó dài 70 phân nhá. Ở trên đây thì cái đầu này thì các bác có thể là mình vặn cái nặng nhẹ, áp to áp nhỏ tùy các bác thôi. Giá 250 một cái vòi xịt rửa xe tăng áp như này nhé. 250. Rồi sản phẩm tiếp theo thì thùng đồ nghề, thì ở đây em có hai cái loại thùng đồ nghề inox. Đấy.
thùng đồ nghề inox thì cái khung này của nó bằng inox này, vỏ ngoài của nó bằng inox này, cái vỏ bên hông này bằng inox, đáy với lại nắp là bằng nhựa, cái chốt này của nó thì bằng kim loại nhé các bác nhé. Đó thì hai cái thùng, một thùng to và một thùng nhỏ, loại thùng đồ to. Đấy, này thì nó cỡ khoảng 21-22 cm này. Rồi dài của nó thì khoảng 41-42. Còn cái này thì nó khoảng 20, dài 20, thùng nhỏ thì dài khoảng 20 và rộng của nó khoảng 18. Thì thùng đồ nhỏ thì giá là 280, thùng đồ lớn đấy, giá 350 nhá. Đó. Đây còn bên đây này, đấy cái kéo này. Đây thì cái kéo này thì kéo này á là kéo cắt cành. Đấy. Đấy. Japan này. Nó đến từ thương hiệu LS, là chất thép SK5 theo tiêu chuẩn của Nhật. Đấy, kéo cán đen như thế này, nói chung từ bác nào mà làm bonsai cây cảnh hoặc là mình đang cà phê cà pháo, trồng cà phê cà pháo ở các vùng Tây Nguyên thì mình mua về cái này cũng ok, 100.000 thôi. Lưỡi thép của nó rất cứng, rất ok nha các bác nhé. Giá 100.000 kéo cắt cành cán đen. Đó, và đây, tặng kèm cho các bác thêm một cái lò xo chữ V như thế này về thay thế khi cần thiết. Đấy. Đấy. Còn các bác mua thêm thì ở đây em có cái lò xo chữ V này thì em bán là 10 cái này, 10 cái lò xo V này thì giá 40.000. Còn các bác mua cái lò xo con sâu này thì là 80.000 10 cái nhá. Đấy. 80.000 10 cái lò xo sâu này về các bác xài kéo Nhật đồ các kiểu, nhiều cái mua cả triệu bạc mà mất cái lò xo tiếc lắm. Đấy, mất cái lò xo là coi như là cái kéo vô tác dụng. Đấy, nên mà mình có thể mua về sơ cua. Đấy. Gãy là ta đem là ta xài cái nữa. Mặc dù là kéo Nhật nhiều cái kéo về lò xo chưa chắc nó đã được lâu dài đâu các bạn. Xài nhiều rồi nó cũng phải hỏng thôi. Đấy. Và có thể là mua về để dành đó, xài khi cần thiết. Còn đây là một cái đầu chuyển. Cái này thì nó là cái đầu chuyển vặn vít ở những cái góc hẹp, những cái nơi mà mình có thể là vướng víu được các kiểu á, mình không vặn được. Cái đầu chuyển như thế này nhé các bác nhé. Xoay ở đây thì nó vặn ở bên này thôi. Đó. Đầu chuyển vặn vít góc hẹp giá 65.000. Đấy. Nhiều lúc tức tối nữa các bác nhá. Nhiều lúc mà không có cái đầu này thì thôi là khỏi vặn vít luôn đấy. Nhưng cái này nó sinh ra là để các bác làm những công việc như vậy, khoan hoặc là vặn vít ở những cái nơi mà nó khó xử lý. Đấy. Đầu chuyển vít góc hẹp giá 65.000. Còn đây thì súng xịt hơi. Đấy, súng xịt hơi này đến từ thương hiệu LS, để cắn nhựa như thế này. Xài thì cũng sướng thôi. Nói chung thì các bác xài đến bao giờ cho nó hỏng. Giá 45.000 súng xịt hơi LS. Còn cái này, cái kìm này thì kìm chết này 100.000, còn mấy cái thôi các bác tranh thủ này. Còn mấy cái thôi. Và hàng này thì em cũng tạm ngừng nhập thôi này. Cán bọc nhựa. Đấy, bóp thì nó cũng êm ái, nó không bị đau tay. Đấy. Kìm chết cán nhựa giá 100k. Đấy. Còn đây thì cái bộ cái sạc pin nhá. Sạc pin tiểu thì các bác về sạc những cái pin của điều khiển TV, tủ lạnh, TV đồ các kiểu này. Đấy. Giá 65.000 một cái sạc như thế này và tặng kèm 4 cục pin như thế này nữa. Đấy. Nó là pin 2A700mAh đấy. Tặng kèm 4 cục pin nhé. Cái sạc pin này tặng kèm 4 cục pin giá 65.000. Số lượng còn ít thôi các bạn. Rồi còn con kéo này là cái kéo đến từ thương hiệu là Century. Đấy, cái này thì nó là cắt tách. Đấy. Vừa cắt được dây điện này, cắt ở chỗ dưới đây. Vừa tách được dây điện này và vừa bấm cốt được luôn nhé. Đấy. Cái này kéo cắt tách dây điện đa năng. Đấy. Kéo cắt tách dây điện đa năng này là 180.000 một cái nhé. Còn đây thì kéo nhà bếp. Đấy. Kéo nhà bếp thì 90.000 cái các bác ha. Kéo nhà bếp này, đấy, mỏ cong như thế này để cắt đồ ăn, đồ nhất thì cực sướng luôn.
Đấy, này thì nó là hàng mới chưa qua sử dụng nhưng mà nó là hàng bãi luôn này các bạn. Hàng mới chưa qua sử dụng luôn. Mỏ nghiêng như này nhá. Mỏ nghiêng như này cắt cũng nhiều cái vào việc phết các bạn. Ở chỗ này còn có cả cái lỗ để kẹp càng cua đó. Bác nào mà hay ăn cua ghẹ rồi các kiểu thì cái này có thể là dùng để kẹp càng cua luôn. Kéo nhà bếp mỏ cong. Đấy. Giá là 90 ngàn. Rồi sản phẩm tiếp theo là một cái này là một cái sạc acquy. Sạc acquy cái này đến từ thương hiệu là Bolami này. Đấy. Sạc từ 3 cho đến là 200Ah. Đấy, sạc bình từ 3 cho đến 200Ah. Và sạc auto 12V cho đến 24V thì các bác sạc xe máy, sạc bình xe máy, xe ô tô đều được hết này. Đấy, mua cái này để trong nhà. Cái cánh quạt này của nó êm ái lắm. Đấy, cắm lên sạc im du. Đấy, điện thì cắm 220 luôn. Đây kẹp đầu kẹp này. Và giá của nó là 550 nha. Sạc bình acquy Bolami. Đấy, giá là 550 cái. Rồi sản phẩm tiếp theo là một cái bộ mũi khoan tạo ren. Đấy, mũi khoan tạo ren này thì bên em có gồm có nó gồm 6 đầu như thế này. Đấy các bác có thể là khoan tạo ren. Đấy, và nó phủ một cái lớp carbon rất là cứng nha. Nó phủ một cái lớp màu vàng này là lớp rất là cứng luôn. Đấy. Đấy. Chất thép của nó là HSS. Đấy. Thép cũng đã cứng rồi. Rồi, mũi khoan này vừa khoan và vừa tạo được ren luôn nhé. Tạo ren. Đấy. Bác cần chế cháo ren để vặn ốc thì sử dụng con đó. Còn con này thì taro ren ngược này. Đấy. Này thì các bác có thể là lấy ốc gãy hoặc là vít gãy. Đấy. Những cái loại mà ốc vít mà để lâu thì reset. Đấy. Thì sử dụng cái này nhé. Đấy. Taro ren ngược này. Đấy. Không có 2, 4, 5 đầu. Đấy. Và cái size của nó thì ở đây có các cái loại size. Đấy. Cái size này. Đấy. Nó đến từ thương hiệu LS luôn nhé. Là một cái thương hiệu khá là nổi tiếng. Đức. À, và giá của nó là 85.000 nhá. Bộ lấy ốc gãy 85.000. Còn này thì mũi khoan tạo ren thì giá là 160.000. Okay. Rồi. Tiếp theo này các bác này. Đấy. Đây thì cái này cái này thì cảo C mà cảo chữ C nhỏ nhá. Cảo C size nhỏ thì giá là 160. Cái này nó có hình chữ L kiểu này các bác này. Đấy, không biết là kẹp cái gì các bác. Đấy, các bác xem coi là mình sử dụng được cái công việc gì nhé. Đấy, cảo C size nhỏ giá 160. Còn đây thì một cái cưa. Đấy, cưa móc hai đầu. Nó đến từ thương hiệu LS luôn. Này có thể là móc trên móc dưới được luôn này. Đó. Khá là ok, giá là 180 và cái này nó còn có cái lỗ. Lỗ này để các bác gắn cây vào được này. Đấy, có ốc vít đi kèm luôn. Đấy, để các bác gắn cây vào để các bác móc kéo những cái cành cây hoặc là cắt những cái cành cây ở trên cao. Giá 180 nhá, cưa móc hai đầu 180.000. Rồi còn đây thì cái bộ rũa. Bộ rũa này thì nó đến từ thương hiệu là Hugon. Đấy. Size của nó là 5 x 180 x 10, 10 đầu rũa như thế này nhá. Nó có rũa tam giác rồi dẹt rồi vuông rồi đồ các kiểu tròn là cũng có luôn. Giá 180.000 bộ rũa. Đấy. Rồi sản phẩm tiếp theo. Ở đây thì em có cái cảo chữ H này. Đấy, cảo chữ H này nó đến từ thương hiệu là Berinon nhé. Đấy, các bác có thể là lấy mở ba cái đồ gì bạc đạn bạc điếc thì kiểu này. Giá 160.000 nhá. Cảo chữ H 160.000. Còn đây thì là cái đèn. Đèn này thì nó là thực chất là đèn máy may. Đấy, để các bác có thể là đây nó có nam châm hít được luôn nhé các bác nhé.
này thì có thể là điều chỉnh lên thẳng xuống được này. Đầu nét ở đây có nó gồm 20 bóng nét. Và giá của cái đèn đèn máy may này là giá là 85.000 nhé. Đèn máy may 85.000. Rồi sản phẩm tiếp theo là một cái ép tỏi này, ép tỏi, ép hành, ép ớt rồi các kiểu cũng được luôn. Nó đến từ thương hiệu Di Linh. Đấy. Này thương hiệu của Đức nhá. Hàng rất là cứng cáp các bác. Các bác cầm vào thôi là đủ thấy chất lượng rồi. Ép cũng không sợ bị gãy đâu. Rất chắc và cứng. Giá của nó là 100.000 một cây ép tỏi như thế này. Còn đây thì một cái đuôi đèn có công tắc luôn này, đuôi đèn có công tắc luôn và có phích cắm như thế này luôn để các bác chế cháo những cái bóng đèn khi gấp rút được các kiểu thì mình sử dụng cái này, giá 30.000 cái thôi, để trong nhà dùng khi cần thiết, rất hợp lý luôn các bác. Rồi còn đây thì là một cái bình đá. Đấy, bình nước đá nhé. Bình đá này thì dung tích của nó thì nó cỡ khoảng là 1 lít. Cái này nó chỉ giữ lạnh thôi, không có giữ nóng được đâu các bác. Đấy, bình nhựa. Đấy, khá là ok, giá 55.000 bình đá này, 55k. Đấy, và bác nào mà hay uống nước lạnh, nước mát thì mình sử dụng cái này, giá 55k, giữ lạnh thôi nhé, không giữ nóng được. Rồi còn cái này thì một cái tô vít. Đấy, tô vít thử điện và đo thông mạch được luôn. Cái này thì giá 30.000 thôi. Cái bút đo thông mạch này thì giá là 30.000 thôi. Ở trên đây này, khi mà đây bóp cái này nó sáng xanh như này này. Còn khi các bác thử điện mà nó vừa đỏ vừa xanh thì nó là cực dương nhé các bác nhé. Nó sẽ có báo đỏ lên các bác. Đấy, còn đây thì đo thông mạch được các bác này. Để các bác kiểm tra coi là dây nó bị đứt ở chỗ nào. Giá là 30.000. Đấy. Còn đây tiếp theo là một cái bóng đèn bi cầu. Đấy. Này có các cái chế độ sáng vừa, sáng yếu. Đấy. Mùa mưa rồi. Đấy, các bác đi đêm mà lâu lâu mình ra ngoài mương, ngoài ruộng rồi các kiểu mình soi kiếm con cua hoặc là con cá để cải thiện bữa cho gia đình cũng vui. Đấy, em thích đi soi lắm, đặc biệt là thích rắn. Rồi, cái này thì các bác có cảm ứng luôn này. Khi các bác bóp vào nó nháy lên như thế này thì nó có cái cảm ứng cái mắt nét của nó. Đây là các bác này. Nhấn vào đây là nó đây này. Cảm ứng nó tự tắt tự sáng nha các bác nhá. Đây. Do tay em dơ nên là cái cảm ứng này nó không nhạy được. Rồi. Còn không thì các bác tắt cái chế độ cảm ứng đi thôi. Đấy. Mở sáng cũng bình thường. Đấy. Bóng đèn đội đầu bi cầu giá 120.000 nhé. Thì cái này nó có một cái lỗ như thế này để các bác cần thì các bác có thể là cắm sạc điện thoại được luôn này. Còn đây thì cái dây sạc của nó đi kèm. Hết pin thì mình có thể sạc pin nhé. Đó. Rồi. Đèn đội đầu bi cầu giá là 120.000. Và còn rất là nhiều cái sản phẩm khác nữa các bác nhé. Ôi, sản phẩm tiếp theo là một cái hít dao nhé. Hít dao này thì nó là hàng của Nga nhé. Đấy này, chữ nghĩa Nga. Hàng China xuất Nga. Đấy. Thì cái này nó dài cỡ khoảng là 50 cm. Đấy, dài 50 cm, hít rất là chắc chắn luôn các bác nhé. Hít dao. Đấy, giá là 180.000 nhé, hàng cao cấp nhé. Đó. Hít rất là chắc luôn. Các bác vặn vít vặn vào kệ nhà bếp đồ các kiểu để giữ mấy con dao kéo đồ các kiểu thì rất là tuyệt vời. Giá 180.000. Đấy, hít dao 180. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì bên shop có cái đèn năng lượng này nhé. Ở đây đèn năng lượng thì nó gồm có một tấm pin năng lượng mặt trời tách rời ra nhé.
Đấy, sợi dây này rất dài để mà các bác có thể là đấu cái tấm năng lượng này lên một nơi nào đó mà nó thu được nhiều ánh sáng nhất nhá. Và em lưu ý là khi mình nhận về là nó có một nếu như mà còn có một cái tấm màng mà phủ lên trên thì các bác gỡ ra giúp em nhé. Còn lại là bên đây là cái bóng năng lượng mặt trời này, nó có cái cảm biến ở đây nữa các bác này. Rồi có thể dùng điều khiển để bật mở này, on off này. Cái này thì rất là thích hợp để cho những bác nào làm ráp điện ở cổng nhà đấy, hoặc là ngoài vườn đồ các kiểu đó, thì nó vừa tiết kiệm điện vừa an toàn nhé. Thì cái này nó là khi buổi đêm đến á, là nó sẽ tự động sáng nhé. Đây này, đây ban ngày thì nó tự tắt này, ban ngày là tự tắt nhé. Khi đêm đến này, đó, đấy, em che cái tấm năng lượng đi cái là nó sẽ sáng luôn này. Đó, đấy, không cần phải bật mở gì cả nhé. Đó, rất là hiệu quả. Rồi, mở lên, tự tắt nha. Sang ban ngày là tự tắt. Và giá của cái đèn năng lượng này thì bên shop đang bán với giá là 180.000 nhá. Đấy, phụ kiện đi kèm của nó đây này, để mình ráp này. Đấy. Rồi, đèn năng lượng 180.000. Rồi, cái Bluetooth của nó là cái mã của nó là CP007 nha các bác nhá. Đấy, sau khi mà kết nối Bluetooth xong thì mình có thể mình nghe nhạc. Để bật một cái bài nhạc không bản quyền nè. Nhạc trữ tình đi. Đó. Đây. Và lẩu nấm hải sản với nấm bồng. Niềm thương đầy vơi khi ca bài ca sớm nhớ khi ngắm trăng mơ hoàng hôn. Khi đi lặng lẽ trong những đêm gió mưa buồn. Đó, thì cái này nó vừa kết hợp cả loa và cả đèn như thế này, thực sự là rất là hữu ích luôn các bác nhé. Đó, và giá của cái bóng đèn loa hình trái bóng này bên em đang bán với giá là 195.000. Bóng đèn loa hình trái bóng 195.000, rất đa năng luôn nhé. Đó, có thể ráp ở sân vườn mình chơi nhạc rồi là mình phiêu cũng được đấy. Các bác ráp ra ngoài cái ghế uống cà phê rồi các kiểu, các bác này nghe rất là hay, và lại còn vừa có bóng đèn mờ nhấp nháy nữa thì cái này rất là tốt. Đấy. Giá chỉ có 195.000 thôi. Đấy. Bóng đèn loa hình trái bóng. Đó. Rồi, 195.000. Đây. Sản phẩm tiếp theo là cái bộ vít nhá. Thì ở đây thì là chất thép của nó là chất thép CRV nhá. Thì ở đây nó có rất là nhiều đầu khác nhau. Ở đây thì có đầu hoa thị, rồi là các cái kiểu đầu U, rồi linh tinh ở trong đây luôn nha các bạn. Thì các bác về thì để có thể mà mình sử dụng để mà mở các cái loại vít khác nhau ở trong những cái máy móc của Nhật, hoặc là bất kỳ một cái máy móc nào sẽ không làm khó được các bác nhé. Ở đây thì nó có cái khớp xoay đấy, trái phải này. Đấy. Đấy. Một bộ vít lùn này thì nó gồm có 6 đầu vít. Đấy, 6 đầu vít. Thì mỗi loại đầu vít này á, một bên thì nó một kiểu đầu vít khác nhau. Đấy. Thì tổng cộng là thành 12 đầu và thêm một cái cán vít như thế này nữa. Đó. Rồi, một bộ vít lùn này bên shop đang bán với giá là 85.000 nhá, một bộ vít lùn 85k. Tiếp theo thì bên shop có về thêm được cái đệm massage. Đấy, cái đệm massage này thì có thể là cái làm cái miếng lót của ghế xe hơi xe tải rồi ha, hoặc là các bác có thể là sử dụng trực tiếp tại nhà cũng được, tại nhà công ty. Thì đợt này em về thì bữa trước thì cái cục adapter là điện chỉ 110, nhưng lần này thì về thì cái này cái điện 110 thì nhiều bác là không có,
Nên là hôm nay thì về cái adapter, cái chuẩn nó chung, chuẩn nó có cả chuẩn của Việt Nam là chuẩn 220 và chuẩn 110 được theo tiêu chuẩn của Nhật luôn, Nhật Mỹ. Thì cái này á, cái chế độ của nó như sau. Ở đây có rất nhiều chế độ nhá. Đây thì người ta có kèm đấy, bên nhà sản xuất người ta có đưa kèm cho bên mình, cho mình là một cái tẩu sạc này, tẩu này để mà cắm vào xe hơi ô tô này. Rồi cái này thì hoặc là mình cắm trực tiếp bằng điện 220 hoặc là cái điện 110 thông qua cái cục adapter nhá. Và ở đây nó có rất là nhiều cái chế độ nhá. Chế độ rung và chế độ bắt xa. Ở đây thì có 8 cái chế độ rung, còn 3 cái cấp độ là mạnh nhẹ. Đấy, 3 cấp độ mạnh nhẹ. Và ngoài ra thì còn có là điều chỉnh tốc độ nữa. Head này thì chắc là có cái việc là tăng độ nóng lạnh được các kiểu các bác nhá, nóng được các kiểu thôi. Thế là nó có thể là vừa đấm massage là vừa có nhiệt. Đấy. Thì em sẽ mở lên này. Và đây có cả chế độ hẹn giờ nữa nhá. Đây là cái đây nó sẽ đấm này. Đấy. Để xem chế độ khác nữa xem nào. Đấy. Đấy, nó đấm theo thứ tự là cổ, vai, gáy, rồi cổ, rồi hai bên hông, rồi đùi này. Rồi cấp độ tiếp theo này là cả ba cái cùng rung này. Đấy. Đó. Đó là rung ở chỗ nào thì nó sẽ nháy ở chỗ đó ha. Tiếp này. Đấy, là rung mỗi phần một phần gáy thôi này. Đấy. Chế độ tiếp theo là rung hai phần bên hông này. Đấy, chế độ tiếp theo là rung dưới đùi này, hai phần đùi này. Đó, là trở lại chế độ 1 rồi. Rồi còn đây thì cấp độ của nó thôi. Mạnh vừa, mạnh yếu. Đây, cái này thì vừa vừa. Đấy, nếu như bác nào mà đấm sợ nó đau thì mình cho chế độ nhỏ nhất thôi. Và hẹn giờ, rồi tăng cấp độ nó on off tắt thôi các bác ạ. Đó. Cái này dùng rất sướng nha các bác nhé. Rồi em lưu ý ở đây thì cái adapter. Adapter ở đây thì nhà sản xuất đó, là người ta đưa ra cái thông số là 100V cho đến 240V. Thì tất cả các chuẩn điện đều cắm được hết nha các bác nhé. Đó. Và giá của cái đệm massage. Đấy, đệm massage mà nót ghế xe hơi này á, là giá em đang bán là giá là 380.000 nhá. Về thì các bác xài rất là nhiều mục đích khác nhau. Đó, cái này hàng liên tục về nha các bác nhá. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì bên shop có về thêm được rất nhiều cái cưa thạch cao nhá. Cưa thạch cao này là đến từ thương hiệu LS, là thương hiệu của Đức nha các bác nhá. Đấy, cái cưa này khi mà hàng về nô đầu tiên thì thực sự ra là các bác ủng hộ rất là nhiều luôn. Đấy. Cái này cái lưỡi cưa của nó thưa như thế này thì các bác về mình có thể là cắt thạch cao hoặc là mình có thể là dùng để mà làm cái này để mà cắt cây cảnh bonsai cũng được nha các bác nhé. Nếu như bác nào mà cắt tỉa những cái cành nhỏ nhỏ đồ các kiểu á. Cái này nó cũng rất là dài. Cầm nó cũng rất là gọn luôn. Lưỡi của nó tầm 21-22 cm này các bác. Đấy, rất là tiện lợi luôn nhá. Và cái cưa thạch cao này bên shop đang bán với giá là 30.000. Đấy, 30.000 một cái cưa thạch cao này. Các bác cứ lên đơn cho em là cưa thạch cạn giá 30.000 nhá. Đấy, các bác mua bao nhiêu cái cũng được luôn. Đó. Đấy, này về thêm rất là nhiều phục vụ các bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo thì shop có về được một cái lô dao cắt kính này. Đấy, dòng cao cấp nhá. Nó đến từ thương hiệu Berinon. Đấy. Đây. Cái dao nó còn làm theo kiểu là có cái chống sốc như thế này nữa này các bác này. Đấy, kiểu như vậy nhá. Chống sốc gì đó. Đấy. Rồi
Thấy cái này á là cái quan tâm cần thiết nhất ở đây là quan tâm đến cái đầu lưỡi này. Này. Cái đầu lưỡi cái dao mà chất lượng này thì em thấy là khá là ok và em cắt kính thử rồi. Con này cắt rất ngọt luôn. Đó. Rồi, bác nào mà đang làm đây, trên đây nó có đóng rõ thương hiệu là Berinon này các bác này. Đấy, thương hiệu con sư tử nha. Và giá của cái dao cắt kính này bên shop thì đang bán với giá là 80.000 nha các bác nha. 80.000 một cái dao cắt kính Berinon. Đó. Đây. Cái này nếu như bác nào mà mua nguyên hộp như thế này, đấy, một hộp này thì nó gồm có 6 cái thì tặng luôn kèm cái hộp này nha. Còn một cái đây thì em bán lẻ thôi, một cái là giá là 80k. Đấy, hộp này thì về đựng cũng rất hay. Đấy. Gỡ ra mình đựng những cái đồ này vàng bạc kim cương cũng hay phết đấy các bạn. Hộp gỗ này. Nhìn rất là đẹp luôn. 80k nhá. Cân điện tử này. Đấy, hàng rất là hot trong những ngày qua nha các bác nhá. Hàng liên tục về thêm để phục vụ các bác. Ở đây cái cân điện tử này là cân 40kg nha các bác nhá. À, đặc điểm ở đây nó còn có cả tính tiền. Đấy. Có cả bên này là cái bảng biểu thị giá tiền này. Đấy, rồi là bên này là khi mà cân ký lên là nó sẽ tính tiền lên cho các bác luôn nhé. Đấy, cân lên là nó sẽ là tính tiền sẵn cho mình luôn. Ví dụ như này là 4-5 ngàn nó ra như vậy luôn. Còn bên đây thì là một số cái chế độ điều khiển thôi. Đây thì đây. Còn đây thì một số cái phím để lưu cái giá tiền lại nhé. Lưu cái giá tiền, ví dụ như cái mã hàng nào của các bác sẽ nó có cái giá tiền như vậy. Đấy, cân thì cái đế này của nó thì là bằng đây. Trong đây thì bằng kim loại này. Đấy. Còn lại cái vỏ của nó thì là bằng nhựa nhé các bác nhé. Vỏ của nó bằng nhựa. Bên dưới đây thì cái nút on off của nó đây các bác. Dây sạc có đi kèm cho các bác luôn nhé. Đấy, hết pin thì mình có thể là sạc pin. Đấy, cắm trực tiếp điện từ 110 cho đến 240V. Đây nha. Cân là 40kg, mắc 40kg, min là 0,2kg ạ. Đấy, và size số của nó là 2g. Hàng là China sản xuất nha. Và hàng này thì sử dụng rất là ok luôn. Bác nào mà cân hàng hóa bán buôn đồ gì tính tiền thì con này thì khá là hợp lý luôn. Những cái dòng cân như thế này các bác mua cân cơ thôi thì nó cũng cơ rơi vào tầm cũng khoảng 1 triệu đã rồi, thì mua cái cân này về nó vừa đa năng vừa dễ tính dễ làm việc. Đấy. Rồi, cân điện tử giá là 850 nha các bác nhé. Cân điện tử giá là 850, giá này chưa bao gồm phí ship các bác nhé. Cân điện tử giá là 850. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì bên shop thanh lý luôn. Đấy, cái bộ chuyển máy máy khoan thành máy cắt. Đấy, máy khoan thành máy cắt ở đây. Lưỡi cưa rồi lưỡi nam rồi dụng cụ thiết bị của nó đi kèm ở trong đây đầy đủ nhé. Lưỡi nam, lưỡi cưa này. Đấy, các bác về có thể là chế cái máy khoan pin của mình thành, hoặc là cái máy khoan điện của mình thành một cái máy cắt cây cảnh. Đây, khi mà lắp ráp vào thì nó sẽ lên hình thù như thế này các bác này. Đấy. Đầu chuyển máy khoan thành máy cắt. Đấy. Giá thanh lý 100.000 nha. 100.000. Đó. Thanh lý dọn kho nha. Đầu chuyển máy khoan này mới cắt giá 100.000. Thì nếu như cái nô khác nó về thì giá thì nó sẽ trở lại như cũ thôi. Còn lại thì một số cái thì em thanh lý ra giá ưu đãi để phục vụ các bác thôi nhé. Đấy. Đầu chuyển máy khoan thành máy cắt giá 100.000. Rồi. Chuyển qua mặt hàng khác này. Thì bên shop có về được cái loại này. Thì túi này giống như kiểu túi đi chợ thôi, này cũng tiện lắm. Như em mà về lâu lâu mà đi đi chơi rồi các kiểu
bỏ một hai bộ quần áo vào đây thì vô tư luôn. Đấy, xách đi. Đây nó có ghim này. Đặc điểm ở dưới đây nó có bánh xe này. Đấy, có bánh xe. Đấy, các bác đi chợ mua đồ hoặc là gì đó mình có thể là kéo đi cũng được nhá. Đó. Rồi, không dùng đến thì mình gấp lại thôi. Đấy, gấp lại. Rồi, còn ở đây nó có cái khóa ở đây này. Các bác nếu như mà mình có thể là mình muốn thu gọn lại thì mình dùng cái này. Đấy, cái khóa này. Đấy, mở rộng ra để chứa được nhiều đồ, còn không thì mình thu nhỏ lại nếu như ít đồ. Đấy, dùng cái khóa này. Đó. Khóa lại nhé. Đấy, kéo lại thì nó sẽ là gọn hơn. Đó. Rồi, giá của cái túi đựng đồ có bánh xe này. À, giá của túi đựng đồ bánh có bánh xe này mình đang bán bao nhiêu em? Giá của túi đựng đồ có bánh xe này giá là 80k nhé. À, túi đựng đồ có bánh xe là giá 80k. Rồi, còn đây là một cái mỏ hàn tự động. Đấy, mỏ hàn tự động nhá. Cái mỏ hàn thiết tự động này á thì nó có đặc điểm rất là hay là nó có mình có thể là nắp nắp thiết vô. Đấy, và mình bóp tới đâu thì thiết nó ra tới đó. Đấy. Và em lưu ý là khi mà nắp thiết vô á thì các bác khi mà nắp thiết á, các bác mở cái này ra này, mình điều chỉnh cái đầu thiết. Đấy, lúc đầu tiên thì lúc nào là mình điều chỉnh nó vô nhé. Điều chỉnh cái đầu thiết cho nó vô cái lỗ này này. Đó. Mình gỡ cái này ra điều chỉnh đầu thiết. Chứ không có là nó sẽ bị quấn vòng lên trên đây các bác nhé. Đó. Nó cũng hiện đại nhưng nó cũng hại điện tí. Nhưng mà các bác phải làm như thế thì đầu thiết nó vô được. Đấy, khi thiết vô rồi thì các bác cứ vậy mà bóp thôi. Hàn tới đâu thì bóp ra tới đấy thì đầu thiết nó sẽ ra ở đây. Đấy, tới mỏ hàn. Rồi. Công suất của nó thì là công suất của nó là 60W, điện là 220V luôn nhé. Rồi, mỏ hàn thiết tự động. Đấy. Giá là 180.000 nha các bác nhé. Mỏ hàn thiết tự động 180. Rồi, sản phẩm tiếp theo là một cái bộ mũi vít này. Bộ mũi vít 24 sản phẩm này. Thì bên shop đang bán với giá 95.000. Đấy, 24 chi tiết. Cái này thì sửa chữa ba cái đồ điện thoại hay là sửa chữa những cái linh kiện nhỏ nhỏ thì khá là ok. Trong đây có rất là nhiều đầu nhé. Nhiều đầu khác nhau. Đấy. Và một cái cây vít như thế này các bác này. Đấy. Tổng là 24 sản phẩm. Giá là 95.000. Đấy. Hộp vít 24 sản phẩm giá 95k. Rồi, sản phẩm tiếp theo là một cái camera mini nhá. Đấy, camera này thì em về số lượng nó cũng có hạn thôi. Đấy, cái này thì các bác có thể là nó rất là nhỏ thôi. Đấy, mẫu cam là A9 này. Độ nét của nó là 14K nhá. Độ nét của nó 14K cũng rất là rõ đấy. Rồi đặc điểm ở đây này, các bác có thể là gắn ở đâu đây? Đây. Đây nó có cái đầu gắn luôn này. Đấy. Đầu gắn dán vào đấy các bác. Một cái camera thu nhỏ như này nó cỡ khoảng là 4 phân thôi, 2-3 phân thôi này. Đấy, đây khoảng 2-3 phân gì đó thôi này. Đó nha. Rồi ở đây thì có các cái nút on off bật mở của nó này. Rồi ở đây có cái khay gắn thẻ luôn, thì các bác mua thêm cái thẻ nhớ vào nữa. Này thì các bác có thể là đặt ở trong phòng hoặc là đặt ở ấy được các kiểu, để quay nó rất là gọn để mình giám sát đồ gì các kiểu mình muốn quay bí mật cũng được. Cái này nó gọn, dễ giấu. Đấy. Hoặc mình quay để quay trực tiếp cũng được, cũng chả sao cả. Cái này nó cũng nhiều cái ứng dụng nha. Và cái này thì nó cũng rất là dễ cài đặt thôi. Các bác chỉ cần tải cái phần mềm của nó về thôi. Đấy, tải phần mềm của nó về rồi vào thôi. Đó. Tải cái phần mềm của nó này. Đây thì cái Katano của nó đầy đủ ở đây nhé. Đấy, và đặc biệt thì các bác có thể là xem được qua wifi luôn này. Đấy.
kết nối wifi để mình xem được trực tiếp luôn này. Đó, nó rất là hay nhá, một cái camera rất nhỏ nhưng mà sử dụng được rất là ok luôn. À, rồi còn cái này thì nó có cái cấp nguồn của nó là cái cổng USB như thế này. Đấy. Các bác cắm điện vô thì vô cái cục sạc điện thoại của các bác ạ, để cấp nguồn cho nó thôi. Đấy, khá ok luôn. Và giá của nó là 100.000. Đấy. Bằng hai tô phở thôi. Đấy. Rồi. Giá của camera mini này giá là 100.000 nhá. Đấy, để các bác có tha hồ sử dụng luôn. Rồi, sản phẩm đầu tiên thì bên shop có về được cái bộ phun sương đấy, dành cho bể cá nhá. Đấy, phun tạo khói dành cho bể cá này, trang trí bể cá rất là đẹp. Nếu bác nào mà nuôi bể cá thủy sinh thì cái này sử dụng rất là tuyệt vời luôn. Đấy, đây thì cái chậu nước này. Đấy, cái này thì nó có mấy cái bóng nét ở trên đây chứ các bác nhé. Màu sắc thì nó thay đổi được này các bác này. Đấy. Và nó tạo khói ra. Đấy. Nhìn nó rất là thơ mộng ha. Thì ở đây á, là điện áp ở đây á, thì nó là điện áp, xài điện áp 110 đến 240V. Đấy, đầu vào. Đầu ra của nó là 25V thôi. Nên là nó cũng an toàn. Đấy, nó không phải là điện... điện ra trực tiếp, điện vào trực tiếp là 220 với 110, nên là điện ra của nó chỉ có 220V, 25V đó, nên là sử dụng cũng khá là ok. Đây thì cái chuyển điện, cục chuyển điện này của nó thì các bác có thể là cắm được điện 110 đến 220 luôn nhé. Và cái máy tạo khói này thì tạo khói này, ráp bể cá này thì bên em đang bán với giá là 230.000 nhá. Máy tạo khói bể cá 230.000. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, bác nào mà đang chơi bể cá thì không nên bỏ qua cái sản phẩm này nhá. 230.000. Rồi, cảm ơn tất cả các bác nãy giờ đã quan tâm theo dõi video của em Trường nhá. Thì trước khi thoát khỏi video thì các bác có gì cho em Trường xin một nút like, một nút đăng ký kênh và một nút chuông theo dõi để ủng hộ kênh em nhé. Mỗi một lượt like, một lượt đăng ký kênh của các bác sẽ góp phần cho em nhiều cái động lực để tìm kiếm nhiều cái mặt hàng mới về giao lưu các bác. Rồi, cảm ơn các bác rất nhiều. Chúc các bác một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác.